sau này là cháu không đổ hết, chỉ đổ đường đi thôi. Xong rồi đằng sau cái chỗ gốc cây kia có thể là chăn nuôi. Vâng. Thế còn chỗ đằng trước này thì ta trồng thêm cái vườn hoa nữa cho nó các cái loại sân hoa. Sân bê tông này là cháu chỉ đổ tầm khoảng độ 2 mét thôi, xong rồi đổ đường vào nhà này, chỗ hiên này thôi. Đấy. Còn lại là chung quanh nhà sau này để mấy chị vợ ở nhà là muốn cuốc trồng cái gì là trồng rau, trồng cỏ là thế còn cái đằng trước kia có thể là mấy chỗ chơi cho bọn trẻ con. Vâng, chỗ đó là sân chơi cậu. Sau này hàng rào cổng ngõ quây kín hết luôn. Ừ. Được, chỗ có này rất tốt, ở bên này cũng cực kỳ tốt. Vâng. Đóng đinh, quan đinh. Vâng. Gỗ này là cũng xuống tận nơi xẻ đấy, ở Ngô Bu mình được trở về. Cũng tận cái xưởng xẻ gỗ ở trên chỗ gì nhỉ? Chỗ đó chứ. Chỗ đoạn gì nhỉ anh ơi, cái xưởng chỗ bò đấy á, chỗ ăn bù đấy á. Cái xăng tăng dưới á. Chú Chica là, Chica là đi lên đấy. Chica là đấy. Qua Chica là cái gì nhỉ? Ca chung bù. Ca chung bù ấy. Đúng rồi, cái sở bố này mà lấy được ca chung bù về đấy. Hai bác quả ướng luôn. Đây này cô bảo cái nó chín này. Cô la nó chín đây này. Cái giống xà lách kia kìa. Xà lách nó mới to. Xà lách đây gì? Đây đâu bù. Đây. Có cái cây này chưa tỉa nó trồng à? Đấy, cả chưa chín rồi này. Đây này cô này. Hành này. Cũng bất 2-3 lần đây cô. Đây cái hành này trồng nhiều đang đắt phết đây này. Để chín hết rồi cô. Hành ta đây. Ở đấy hành ta là cũng được đấy, được giá đấy. Đấy luôn. Ừ. Hành ta là ở đây nó chín. Đây cô này. Hành tây chứ. Chín hết chín cây đấy. Thế nhỉ? Đây. Nhưng mà người dân chảy nhiều rồi nhưng mà ít quá bọn cháu không gọi là để cho người dân ăn rồi không bán được đấy. Thôi cái này chưa bán được. Nó chưa bán được. Mới là sản phẩm thôi. Cái này đang lấy thôi, hướng dẫn thôi. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến channel Conlink Blog của Sài Gòn Châu Phi. Thì hôm nay là có cô chú chuyên gia giáo dục với là anh em trong công ty Anh Hòa ở thành phố lên đây chơi với anh em và cũng như là muốn đi thăm quan những cái dự án mà anh em tôi đã làm giúp cho người dân ở đây. Thì tí tất cả anh em trong công ty Anh Hòa và cô chú chuyên gia giáo dục xuống đây thì mình sẽ dẫn tất cả mọi người đi tham quan các dự án của bọn mình nhé. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em mình một like nha và subscribe kênh để kênh có thêm nhiều người đăng ký hơn để anh em phát triển. Đây, nút subscribe ở dưới này nhé các bạn. Đây, đây cô chủ này, nhà cô chú khóa cửa chưa? Chào chơi cho bốn anh em trong team lập chung. Quá là đẹp. Thế bốn ngôi à? Dạ. Bốn ngôi nhà hiện tại. Đất này chẳng mua luôn đấy. Đất này mua luôn rồi. Vâng, mua luôn. Bởi vì dân ở đây người ta cũng chỉ làm cái vâng, đúng đất rồi, thế còn này nhà đất. Thế mà mình làm như thế này thì bao nhiêu đô một phòng cửa ấy nhỉ? Cái gì cái nhà đất. Bố ta rồi. Chica. Dạ. Xin chào. Dạ. Bốn bốn ca luôn nhỉ? 4K. Sắp hoàn thiện rồi cô. Ừ, sắp hoàn thiện rồi. Mày là gạch sơn để đóng ít tân tân nhựa. Này chuyển vào thì người ta là quá hạnh phúc rồi. Quá đen như này thì quá. Thì là hôm nay là chú cũng ở. À. Chào các bạn nhé. Hôm nay thì là ngày chủ nhật thì là anh em là cũng là ngày nghỉ cuối tuần của anh em thì là hôm nay là rất mời cô chú là cũng nên thăm các cái sản phẩm của anh em ở trong tem. Thì là chú Quảng đây là chú cũng là bên chuyên gia dạy về cái ngành xây dựng cho cái trường đại học ở bên Angola đây. Chú mời chú đến là tham quan rồi là có cái vấn đề gì đó là chú sẽ góp ý cho team về cái mảng xây dựng để tao đi tìm để sau này là đây chú Quảng đây thì là có gì là sau này để cho team thì là sẽ phát triển hơn trong cái ngành xây dựng này. Đây nhà này là xây cho bốn anh em trong team là bốn người Angola luôn đấy, không phải là Việt Nam đấy mà hỗ trợ từ A đến Z luôn, kể cả đất đai này mình cùng mua để mà sang tên giấy tờ cho họ luôn.
bốn bạn là công hiến làm cùng Linh lâu năm này thì là Linh là xây tặng cho bốn bạn là làm cùng đấy là bốn căn nhà. Rất là... một căn nhà là 50 m². Ngày nào phải xây vâng, 50 m² đúng không? Nói chung là xây dựng như này là cũng là... xây dựng là Linh Philip đây, Linh Philip là đây, là đây. Xây dựng Linh Philip đang còn trông coi ở đây mà. Rất hẳn là anh em cải tạo ra xong làm những vườn cây. Vâng đúng rồi, vườn cây phía trước phía sau ấy. Như này sân bê tông này là cháu không đổ hết, chỉ đổ đường đi thôi. Xong rồi đằng sau cái chỗ gốc cây có thể là chăn nuôi. Vâng. Thế còn chỗ đằng trước này thì người ta trồng thêm cái vườn hoa nữa cho nó các cái loại hoa. Sân bê tông này là cháu chỉ đổ tầm khoảng độ 2 m thôi, xong là đổ đường vào nhà hay chỗ viên này thôi. Đấy. Còn lại là chung quanh là sau này để mấy chị vợ ở nhà là muốn cuốc trồng cái gì là trồng rau trồng cỏ là thế để còn cái trong. Đằng trước kia có thể là mấy chỗ chơi cho bọn trẻ con. Vâng, chỗ đó là sân chơi. Sau này hàng rào cổng ngõ quây kín hết luôn. Thế anh em ở đây chỗ này là chăn nuôi là rất là tốt đây này. Vâng. Đấy. Lão vây quanh này chứ. Vây quanh này thắp thắp khai đủ thứ. Nói như vây hàng rào chạy chung quanh. Xây cái tiếp gai luôn này. Có thuê bảo vệ không? Hay không? Đấy, tốn kém đấy. Dạ. Tốn kém. Thuê hàng rào đó là tốn kém. Nói chung là anh đăng ký sân bảo vệ nhé. Nào mà thuê thì anh xuống anh bảo vệ cho. Để xe này chứ. Thế này là đúng là. Đây nhà có bàn uống nước ở đây. Đợt tới này mà xong thì tất cả là mấy anh em ở trong team mà chuyển hết về đây ở luôn đúng không? Không mấy em mấy hỏi gia đình rồi gia đình ở trên bàn là chuyển đây hết, chuyển hết vợ con các bạn về đây đúng không? Đây vợ con bố mẹ chỗ này định cư. Thế hôm trước là bốc thăm xong rồi đúng không? Đây Linh Philip ấy làm ở đây có cái tính bay gì thì tính bay. Nên là chỉ huy trưởng công trình ạ. Thế chỉ huy trưởng công trình. Với ý kiến gì thắc mắc gì với lại giám đốc hoặc là với lại chủ tịch. Các cái chủ tịch ở đây coi như là ta trình bày luôn. Không có cái gì mà thắc mắc hoặc khó khăn gì cả. Chỉ là hôm nay là nói chung là rất là vui mừng được đón đoàn đại biểu tất cả các cái bảng về vấn đề về kỹ thuật và trong cái ngành xây dựng ấy mà em sau này mà phát triển em làm đến gọi là thiết kế. Nhưng tôi là về lớp ăn thuộc hề có vấn đề gì thắc mắc thì em sẽ liên hệ với chú em cũng tất cả cái tôn kia là chữ mép đấy là sau này em xây thò hết cái một thành một cái mấu giả như kiểu mình đắp phào chỉ ra ngoài luôn. Cả mưa là nó không rơi trực tiếp đấy, không bao giờ ngấm vào tường. Thò ra ngoài 10 phân. Đó, có gì thắc mắc mà về vấn đề xây dựng kỹ thuật các thứ thì là em liên hệ với cả chú để chú tư vấn nhá. Chú mua rồi. Chú dạy chú mua rồi. Chú dạy chú đứng sau ơi. Chú hai đứng sau nhỉ? Chú dạy ở bên này là chú ở sang đây từ năm 89 cơ mà. Sang từ năm 89 đấy. Dạy xây dựng ở bên này đấy. Lúc bên ta mới có 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi. Từ năm 89 này mà. Em mới 2 tuổi. Anh em mình đúng là mới 3 tuổi. Con ngờ là lớp 1 thôi. Đúng là bên này. Bây giờ mình sang bên kia nhỉ? Thì Linh còn cũng đang giúp đỡ các em là trong cái chương trình mà 5.000 em tới trường ấy thì là Linh cũng là đang sửa chữa một cái trường học 7 phòng nhỉ. Sửa chữa 7 phòng cái phòng học là hoàn thiện cả bàn cả ghế nữa thì bây giờ mình đi sang bên đấy mình lại xem nhé. Đấy. Nếu như này cái chương trình mà thăm hỏi như này ở Việt Nam này là chủ công trình là phải qua các phải đàng hoàng luôn đấy. Đấy không phải cái chuyện là cứ nói ngồm này được đâu. Thế này nói anh em mình nói tiện mà. Ừ anh em mình ở đất bên đây nhưng mà mình nói là nói chuyện Việt Nam nhỉ. Sao? Nói đi. Sửa cho mấy em. Có đạt.
trường học này. Đấy, cô chú đâu? Cô chú đi đâu rồi? Cô nhân vật quan trọng trường nhất. Trường học này lâu lắm đấy. 40 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cháu đã sửa sang lại. À, cái trường này 40 năm rồi. Được. Ngày xưa cái trường này là nhưng bây giờ trường khoa nó là học sinh không? Dạ. Có đó, đúng. Đó là học sinh. Cái này cái sao đúng rồi đấy nhá. Cái đó là cái gì? Hay tiền thì nên cái vật. Cái trống trong cái bàn ghế này. Dạ. Sửa cái trên cái này cái gì? Đây là ghế đây cái gì? Ở đây là cái phòng như kiểu đang sửa chữa mà làm. Sửa chữa đang sản xuất bàn ghế, sản xuất bàn ghế, bàn toàn bằng ghế không biết. Đây là chiếc gỗ này rất tốt, ở bên này gỗ cực kỳ tốt, đóng đinh, quan đinh. Gỗ này là cũng xuống tận nơi xẻ đấy, ở Ngôn Bu mình được trở về. Cũng tận cái xưởng xẻ gỗ ở trên chỗ gì nhỉ? Chúng ta cái đoạn gì nhỉ? Nơi nhỉ? Cái xưởng bò đấy, ăn bù đấy. Chú Chikala đi lên đấy. Chikala đấy. Qua Chikala là cái gì nhỉ? Cachungbu. Cachungbu ấy. Đúng rồi, cái sở bố này mà lấy ở Cachungbu về đấy. Đúng rồi, lớn. Và chú lớn nhất ở tỉnh Hồng Bay Phóng. Đây cháu làm bốn năm phóng thôi. Bốn năm phóng này. Chẳng chết rồi được. Tôi là tên là lâu năm rồi nhưng mình kéo lên nguy hiểm này. Đấy, cái bề rồi. À, phi bề rồi. Ừ. Thế đó, dưới chéo lên cũng nguy hiểm, nhưng mà dưới thiết kế là đã động rồi chứ. Này là quá tốt rồi, vì đây học sinh là cứ phải tự mang. Trường này trường nhà nước. Cháu là hỗ trợ là không mình đóng học phí gì cả. Chỉ cần hỗ trợ bán ghế với là sách vở rồi là áo quần đồng phục là mấy em là cứ đi vào học thôi. Là không cần trả tiền học phí hay gì cả. Thế bao nhiêu học sinh như thế này? Cháu đang tính đưa tất cả xung quanh bàn ở đây mấy em nhỏ ấy là tầm 700 học sinh, là buổi sáng 3:30, buổi chiều 3:30, 7 phòng, một phòng ấy chứa tầm 50 em thôi, đến 40 em, 50 em, 50 em. Tất cả mấy bạn xung quanh đây là gì? Sao là phòng bên nó có kẹp dưới không? Dạ. Sao nó kẹp dưới không? Dạ, có bắn vít luôn. Có bắn bắn vít. Bắn vít, bắn vít. Đây là bao sửa đáy đấy. Đây là sửa đáy đó. Cái tường này nó xuống cấp thì là rêu, thì là mốc, thì là các thứ là nhìn nó nem nhem lắm. Cháu thì đang tỉnh mua bảng xanh này, bảng xanh Việt Nam ở Luân Đá ấy. Đóng xuống. Bảng viết phấn à, hay viết? Viết phấn, viết phấn. Bảng to đấy. Bằng to còn bằng cái chống loá đấy. Phải đúng rồi, đúng chống loá này. Chống loá cái bảng loại to á, xanh chống loá. Đây xịn sò rồi. Đấy, làm cái này nó đẹp. Có thể ở về chắc chắn. Bây giờ hay trung tâm thành phố mua cũng chắc học sinh cũng phải vác ghế. Đúng rồi, ở trung tâm đến là trung tâm của thành phố và nhiều bảng khác, nhiều nơi khác là bây giờ học sinh vẫn tự về ghế. Mà các em mà được cái phòng như thế này là quá tuyệt vời. Vâng. Đây bên này cũng là phòng luôn. Thôi, bên này phòng. Ở kia là vì là cứ sản xuất trước để cho các em vào học. Ê, vẫn đang học đấy. Không để cho các em tháng 8 tháng 8 vào. Sau đó tháng 8 các em. Vâng. Để tháng 7 nhưng không làm trước để cho các em là không để gián đoạn cái việc học của các em. Hai nữa là lúc các em làm là mình phải làm cũng hòm hòm rồi, có những lúc làm máy móc mà sản xuất đây là cũng hơi đấy, nên là cái này sẽ làm cửa sổ từ kính. Vâng, và cửa kéo. Cửa kéo à? Cửa kính chơi bề ấy. Cái cửa kính. Tại vì cháu làm tầm 4 đến 5 trường ấy. Mỗi trường là 1.000 em. Trong năm là phải đạt được 5.000 em. Mà hồi ở trường ở đây toàn sập xế nên mình muốn sửa sang lại một tí cho ok thì cho mấy em học. Hôm nào đi học thì cho bọn anh đi hỏi nhé. Hôm nào cho mình dừng giờ, dừng giờ. Hôm nào đến đây phải đóng vai thầy giáo một lần để cho biết. Đóng vai học sinh đi, tôi đóng vai học sinh đi. Nhé. Đây phòng này là khóa cửa rồi, làm khóa phòng. Phòng này là ngăn nắp ở đây. Học hôm nay là học sinh học rồi. Đang nghỉ hè.
Nay đang nghỉ hè. Không chồng thôi, chồng cũng ok. Đây. Tất cả phòng là chưa sang lại như thế này. Cái không hiểu luôn đấy. Thưa thầy quên luôn cục mà. Cái năm đấy. Vừa xuống kia để thầy mời được. Hai em cũng nhận hỏi cứ. Mời em nồi thịt đông lên. Thưa thầy này. Quên cái bảng là mua chúng ta kích thước quên cái bảng chưa lắm quên cái này chưa bảng màu xanh xanh bằng nhôm thứ năm cái này hiện tại đang làm đó, tổng thể ở đây là 7 phòng à, phòng rồng có ok làm cái bếp nhở này làm được cái nào đặt luôn. Cái này với cháu xây làm cục gỗ. Vâng, có bực bên kia, bên kia đấy, bục giản, bục giản. Bên đây, bục gỗ, bục bê tông. Đấy, ở bên kia xây đi chứ. Đúng rồi, chứ không phải muốn là nhanh thì làm bục sắt, xong này thì lát nó. Đi mình sang đi nông nghiệp về, đi xem rau. Rồi đi xem rau. Vậy là nhà bà cụ ấy. Nhà bà cụ. Nhà bà cụ ấy xem rau. Xem luôn cả cái đu quay hôm qua một cháu vừa chế xong. Khôi à. Hôm nay không biết hỏng chưa đây. Khôi à. Ôi xích đu mày em chơi này. Vừa qua. Xích đu vừa hôm qua anh Tiến cái gì làm. Đây như là cái nhà trẻ ấy nhỉ. Cái ghế này hôm qua anh em cháu làm cái này. Cái bánh xe làm đúng rồi. Cần 3 đứa thành cái nhà trẻ. 3 nhà. Anh quả buổi chiều hôm qua anh em anh thò lấy ngôi gói vô được không? Thế ai là lấy rửa thì nó chéo nó sập buộc nãy kiếm rồi không được không buộc thế không được đâu không buộc thế không được phải lắm lại từ trên tính tháo ra lắm lại anh ngồi đấy để cho nó quay nó đẹp từ đừng ngồi lên đấy buộc đi chú ơi đi vào sẽ không thể chết hả đấy tham quan đấy. Quay cảnh cô chú chụp ảnh chú viết đây, chiều qua cháu mới cả đông chiều qua cháu còn đông cháu lên đây cháu làm cho các trẻ em ở các cháu ở dưới này là xích đu bởi vì là chơi toàn ở đống cát đây này con cháu lên đây cứ năn nê bò toài ở đống cát đây đấy đấy cái mới đi đây là còn đây là nhà mà hôm chú còn thích nữa là các cháu rồi đây đi vào đây cái đang thôi đi vào đây đang thế này và chú còn thích nữa là các cháu rồi nhà mà hai bà cụ lớn tuổi một bà hơn 90 tuổi 95 tuổi rồi đấy là Linh Bồ Tát này là Linh bà đây đang ổn này à đang ổn là đang ổn chuyến đang ổn bà đang ổn đây nhà bà cụ mà Linh xây cho cái nhà chứ tặng bà nhà bà góc đầu kia là bị đổ rồi sập rồi kiên cố nhà bà đang yếu bà đang ốm hay ốm ốm đau suốt đấy đây bà này là bà kia là hai bà hai bà là... bà kia bà bây giờ cũng biệt bao nhiêu tuổi mà không nhớ tuổi luôn không nhớ tuổi luôn sống với một đứa con nhỉ. Không biết gì mệt lắm nhà Linh xây cho hai bà luôn cái nhà bà đầu góc kia thì sập rồi sập ông mà thấy làm ở trong nhà gần sập là nguy hiểm quá thế là Linh xây cho luôn cho cái nhà mới này
cho hai bà ở. Đi mình sang bên nông nghiệp trồng rau đi. Người ta nói là khí hậu này mà lúa tốt vì phân mà cứ bỏ phân nhiều là rau sẽ tốt. Cái đất này rất là đẹp cái này. Đất này. Nhưng mà kiểu nó cũng kiểu bạc bạc màu thế nào cũng. Không có màu nhưng mà một số cái đất ấy thì là nó khả năng là nó có nhiều chất sắt. À, cho nên là nó sẽ phải khử cái sắt đi. À vâng. Thế để nó mới tốt được và tốt nữa là cái nó axit nó nhiều ấy. Dạ. Thì mình phải rắc vôi thêm mà. Dạ. Bước đầu là bọn cháu không biết có vôi. Cho vôi bột bán. Không kiếm được ấy. Đấy. Vôi không vôi ở cái bao vôi nó bán 50 cân bao đấy. Ra thì biết chỗ bán nào rồi. Ngày trước không? Cái cả cái này phải một bao vôi. Vâng. Cho rắc lên trên. Thì nó, à rồi. Nó mới tốt được. Khoai bữa trước xin ở trên anh Hòa này. Khoai này ngon này. Khoai đỏ này. Khoai đỏ ngon lắm. Nó đấy có thời gian thu hoạch thôi. Nó đấy củ nhiêu rồi? Lạc. Cà chua thu hoạch mấy lần đây cô? To nhỏ cô, to cỏ nhỏ cỏ đấy, chín cả đấy này. Đây là cần cứu chứ phải là cà chua đâu. Cà chua bi. Bi có to, bên này to đấy. Cái này bi rồi, trên kia to, trên kia nào. Thế đây chạy chạy gà. Vâng, chạy gà bên này. Nhưng mà có gà không? Có gà, có lợn, có dê, có vịt. Gà nó đi ăn đấy chú ạ? Ừ. Nó không nhớ thế này đâu. Đấy nó buổi tối về nó ở đấy. Đây là để cho người ấy à? Phục vụ à? Đấy là văn phòng chú ạ? Văn phòng? Vâng, văn phòng này của đội nông nghiệp để họp đấy. À, thế đây là người làm. Cái này là vịt của chú ấy. Hôm bữa bọn cháu đi nuôn đa là bị ở nhà ấy, kiểu không biết này. Chân hai con nhỏ cô. Hôm bữa nhà cháu đi nuôn đá đấy. Ở nhà lần cô kể rồi. Lợn thì một con chửa thôi. Giúp đỡ chú ở văn phòng à. Lợn cô kể. Đó là quay con lần cái đào rồi nè. Con mấy này là to nè. Ô, nó cơm lợn đã hoang. Lợn này biết đấy nhở. Nói nhìn mấy con này vẫn lớn trong thôi đấy. Là an minh ngủ thế thôi ông lớn này thôi. Ăn có kể công ty một ông làm mà 10 ông ăn. Một ông nấu cám mà 10 ông ăn ấy. Nó ngủ bên này này, nó đẩy nó ở bên góc kia cả này. Đúng rồi. Như là kiểu huấn luyện đấy, không phải lợn nó cũng sạch sẽ lắm chứ không phải bẩn đâu. Nếu mà đúng là nó rất sạch sẽ đấy chứ để bẩn là nó không được. Cái khu mà các bạn làm ở dưới khu vực ở mãi ở dưới kia các bạn. Bây giờ là liên minh tất cả là mấy bản lại với nhau là làm một cái khu rộng lắm là trồng rau, trồng bắp cải hết trồng nói chung là bây cho giờ, tính toán là cái cây gì mà gọi là cho năng suất cao. Bây giờ mình phải tìm ra được cái loại cây mà nó có cái năng suất là có cái hiệu quả nữa. Thì cháu đang tính này thì cháu đi tham khảo là chỉ có bắp cải là bán giá này. Bắp cải với cà rốt nhanh nhất, bắp cải nhanh nhất. Đây, cà rốt. Rộng lắm nhất ở dưới kia, rộng lắm, một ngày làm việc mấy chục người làm việc ở dưới kia. Đấy, bên kia là bắp cải, con sang xem bắp cải. Đấy, cái đẹp đấy. Dạ. Bắp cải đẹp. Vâng. Không, nếu như mà mình muốn phát triển cho bà con ấy thì mình có một gà đi ăn hết rồi. Gà có một cái gì đó chuyên nghiệp ấy thì mình phải liên kết được với lại nông trại và siêu thị. Đây này. Đây là to, cái nứa to mà cháu nhổ đi bán hết rồi. Bán mà đây là còn nứa nhỏ này. Mình phải liên kết được giữa bà con nông dân này và cái đầu ra là siêu thị. Đây. Thì mình trồng cái gì đó để nó hợp lý. Nếu mà sau này mà trồng, còn cháu tính mà trồng nhiều nữa, cháu sẽ đi kiếm mối cho bà con luôn. Thì đấy, phải kiếm mối luôn, tiêu thụ qua được phải đường tiêu thụ. Cái quan trọng là cái đầu ra. Đấy, cái đầu ra, cái thương mại, nó phải gọi là. Cái đấy là mình cứ chở xe, mình cứ biết mình chở một phát lên tận trên Luanda. Bán không, nhưng mà phải có cái đầu ra, ý nói là chợ đầu mối người ta. Bởi vì là ở trên chợ đầu mối hoặc là siêu thị. Ở trên Luanda là người ta toàn đánh xe về đây người ta mua thôi. Đấy. Còn bây giờ là cái đầu mối, bây giờ đi đường nhá, bây giờ rồi hôm nào mà đi và bắt gặp một ông chở xe đấy, mình vẫy lại mình gọi. Mình phải tính toán làm sao của cái đường đi đường về. Hoặc là chở rau lên trên đấy, xong lấy cái gì về cho bà con bán, buôn bán đấy cô. Đúng rồi. Thì cái tiền
cái chuyến về đấy sẽ đập vào cái tiền xăng dầu, mình chỉ cần cái tiền xăng dầu thuê xe thôi. Đấy kiểu như thế thì mình gọi là mình có cái đi lại như thế thì còn các cái đầu mối là mình sẽ nhờ được ở trên thành phố ấy, là người ta sẽ bắt được cái đầu mối, mình chỉ lên đấy mình đổ xong là mình lại kinh doanh ngược lại, là mình đưa cái gì về đây là mình bắt đầu được hai chiều, xe phải đi đầy đủ được hai chiều thì nó mới hiệu quả được cái công việc. Những cái đấy là cháu đã nghĩ đến rồi, nhưng mà quan trọng là cái vườn này là vườn bọn cháu chỉ là thí điểm thôi, trồng thôi, thí điểm thôi, có cái hình thái là như thế. Cái này là cả một khu đất rộng rãi, các cái vườn này là đang gọi là hướng dẫn bà con là cũng cách trồng cho năng suất rất cao. Ở đây là bà con là vẫn biết trồng, nhưng mà trồng là chưa được năng suất là được hiệu quả tốt, thì làm Đông với cả Hùng là đang hướng dẫn để trồng cho sao hiệu quả tốt hơn. Từ đấy thì bắt đầu là mới nhân rộng ra là cái diện tích cực lớn. Ở dưới kia thì là có cái lợi thế là có cái suối của cái suối thì là như có cái làm hệ thống thủy nông nó là rất là tốt. Một phần là bọn cháu đã chọn cái cây thì cho thu nhập cao, là trồng sâu ở cây đấy, vì không trồng nhiều đâu, trồng nhiều thứ nhất là chăm sóc, rất là người dân rất là gọi là mỗi thứ trong một cái kiểu ấy, nó kiểu sợ họ loãng ra. Mà những cây thì năng suất cao là trồng thôi. Đẩy nhanh các cái tiến độ ở đây lên, còn đi bản khác nữa, chứ thì ở đây lâu quá thì là bây giờ là mình chuyển giao được công nghệ rồi là phải đi chỗ khác, đi chỗ khác để tức là mình bán. Muốn khai hóa gọi là nông sản các thứ ở các nơi chứ không ước mơ tập trung nào một chỗ như này. Ước mơ phủ xanh châu Phi. Đúng rồi, là, ước mơ đấy, ước mơ cái nhờ rời cái khỏe các bản các xã đều có dấu chân của mình. Vâng đấy, đấy. Vâng cà chua mình chín rồi cô nhỉ, có người dân có ăn rồi đây, nhưng mà cái này ít quá thì chưa không thể bán được. Cô ra xem đây, cà chua của nó trồng đi. Đây, đi chỗ này. Các cái cây này chưa tỉa nó trồng à? Đấy, cà chua chín rồi này. Đây này cô này. Hành này cũng bứt 2-3 lần đây cô. Đây cái hành này trồng nhiều nặng đắt phết đấy này. Để chín hết rồi cô. Hành đây. Ở đấy hành ta là cũng được đấy, được giá đấy. Đấy luôn. Hành ta là ở đây nó chín. Đây cô này. Hành tây chứ. Chín hết chín cây đấy. Thế nhỉ? Đây. Nhưng mà người dân chảy nhiều rồi, nhưng mà ít quá bọn cháu không gọi là để cho người dân ăn, không bán được đấy. Thôi cái này chưa bán được. Nó chưa bán được. Mới là đây, sản phẩm này. Thôi. Cái này đang lấy thôi, hướng dẫn thôi. Đâu xà lách tây đâu. Đây. Xà lách đẹp. Đâu cái này không phải xà lách tây. Đây. Xà lách em Bồ Đào Nha. Không phải anh ơi. Đấy bảo xà lách Bồ Đào Nha. Xà lách xanh này nhìn không. Không phải cái xà lách. Không phải cái xà lách cây nó cao này không, mà nó xà lách cây mới là xách cùng rồi. Nó thu hoạch được đấy Hùng này. Thu hoạch được đấy. Thấy giá khẳng. Thấy là quả nó nhỏ rồi, nó củ dai mà. Cái xà lách tây nhá. Quả này nhỏ bao nhiêu củ dai. Cây nó cao nó phải bằng rồi. Nửa người như thế này. Cái xà lách này giống được cái này, giống được cái này. Chứ không phải là nó bé này đâu. Nó cuộn đấy. Xà lách ưng nhỉ, nó cũng sệ nhỉ. Đây là cái muối dưa này cô. Muối đợt trước bọn nó nhỏ hơn. Trước cây to lắm, dài 6-70 phân, cao 6-70 phân cô ạ. Lần trước nếu mà cô có cái giống xà lách cô ở siêu thị ở đây này. À không, cái cây nó cao kia là to cả. Đây nó cao. Cháu xin mà anh Đông cho được mỗi 3 cây. Mà vác nặng khệ đệ đúng không? Vâng. Còn phải ngoan cơ, hôm đấy là hư quá. Đây mà tao ngoan tao được 3 quả cà chua này. Đấy. Ngoan thì cái gì cũng có, hôm nay hư gà đi chơi hết bữa trước giờ về à? Gà đi thả hết rồi anh, kiểu bữa trước là bị dịch bệnh ấy, giờ là thả để nó ngoan thôi. Mấy con đang chuẩn bị về chuồng rồi đấy, chiều đấy chuẩn bị về chuồng rồi.